kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những tin tức nóng trong ngày. Đưa tin sai sự thật về SCB, một cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Thu hồi dầu gội Phodo và Sesame nghi chứa chất gây ung thư. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường vượt mức báo động 3, nhiều tuyến đường ngập sâu. Dự báo thời tiết ngày 27 tháng 10, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt. Đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, tài xế ô tô bị phạt 17 triệu đồng. Việt Nam hướng đến sản xuất được tối thiểu 5 vaccine đạt tiêu chuẩn tương đương quốc tế. Đề xuất di rời 80 cây hoa sữa trên một tuyến phố vì mùi hương đậm đặc. Hà Nội có thể bắn pháo hoa tại 31 điểm dịp Tết Nguyên đán. Mở đầu bản tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTQ, sinh năm 1989, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB trên mạng xã hội với số tiền là 7,5 triệu đồng. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với NTQ, sinh năm 1989, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB trên mạng xã hội với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Cụ thể, xem được các nội dung trên Facebook kêu gọi người dân rút tiền khỏi ngân hàng SCB, NTQ đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về SCB. Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính NTQ với số tiền 7,5 triệu đồng. Khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022, sau khi thấy người dân đứng chờ rút tiền tại các ngân hàng và bản thân xem được các nội dung trên Facebook kêu gọi người dân rút tiền khỏi ngân hàng SCB, Quy đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về ngân hàng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Làm việc với cơ quan công an, Quy đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật liên quan đến ngân hàng nêu trên và đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết sẽ không tiếp tục tái phạm. Mới đây, tập đoàn quốc tế Unilever thông báo họ đã thu hồi một số loại dầu gội khô vì chúng có thể chứa nồng độ benzen cao trong thử nghiệm. Tập đoàn quốc tế Unilever cho biết các dầu gội khô này có thể chứa nồng độ benzen cao. Hóa chất này được sử dụng trong một số sản phẩm mang nhiều thương hiệu, trong đó nổi tiếng nhất là Dove, Tresemme và còn rất nhiều như Nexus, TG. Tập đoàn này cũng khuyến cáo, bất kỳ ai đã lỡ mua sản phẩm dầu gội khô dạng xịt được thu hồi nên truy cập website để yêu cầu hoàn trả. Benzen là một chất gây ung thư ở người, có thể gây ra bệnh bạch cầu, ung thư tủy và các rối loạn về máu, đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, Unilever trấn an trong thông báo về thu hồi. Việc tiếp xúc hàng ngày với benzen trong các sản phẩm bị thu hồi ở mức được phát hiện trong thử nghiệm sẽ không gây ra hậu quả bất lợi cho sức khỏe. Đây không phải là vụ thu hồi liên quan đến benzen duy nhất của Unilever trong những tháng gần đây. Tập đoàn này đã sản xuất rất nhiều sản phẩm làm đẹp và thực phẩm, đã thu hồi hai mặt hàng khử mùi, ngăn mồ hôi nhãn hiệu Suave vào tháng 3 sau khi phát hiện thấy benzen trong các mẫu trong một cuộc kiểm tra nội bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực trũng thấp và ven sông lại bị ngập úng do đỉnh chiều cường đạt mức hơn 1,73 mét, tiếp tục vượt mức báo động 3 ngày thứ hai liên tiếp. Nhiều người dân phải bị bõm lội nước về nhà, giao thông trên nhiều tuyến đường gặp nhiều khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường vượt mức báo động 3, nhiều tuyến đường ngập sâu. Chiều ngày 26 tháng 10, nhiều khu vực trũng thấp và ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh lại bị ngập úng do đỉnh chiều cường đạt tới mức 1,73 m. Tiếp tục vượt mức báo động 3 ngày thứ hai liên tiếp, nhiều người dân phải bị bõm lội nước về nhà, giao thông trên nhiều tuyến đường gặp nhiều khó khăn. Vào khoảng 17 giờ trên đường Huỳnh Tuấn Phát, quận 7, chiều cường khiến nước dâng cao tràn lên nhiều đoạn đường, ngập gần nửa bánh xe. Nhiều phương tiện đang di chuyển trên đường lập tức bị tắt máy. Người dân lúng túng dắt xe vượt dòng nước để tìm khô ráo chở nước rút. Nhiều nhà dân nhanh chóng làm rào chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Các dịch vụ sửa xe cấp tốc trở nên sôi động khi ngày càng nhiều xe máy ngưng hoạt động vì bị nước tràn vào động cơ. Bà Dương Thị Tư, ngụ tại Huỳnh Tuấn Phát cho biết, vào đầu từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, cứ vào đầu tháng và giữa tháng, khu vực này lại bị ngập do chiều cường. Ngày hai buổi sáng và chiều đều ngập, mỗi lần ngập là kéo dài vài giờ nước mới rút.
Nhiều gia đình phải xây bờ đê hoặc xây các bậc thềm cao ngăn nước vào nhà nhưng tình hình không mấy cải thiện bởi năm sau ngập nặng hơn năm trước. Cùng thời điểm, trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nước lại ngập sâu nhiều tuyến hẻm, người dân phải sắn quần lội nước để ra vào nhà. Một số người không may vấp phải hố ga nhưng người dân xung quanh đã kịp thời ra hỗ trợ. Lực lượng dân phòng phải sử dụng ghế nhựa, cây gỗ để cảnh báo người đi đường xung quanh khu vực có hố ga, xoáy nước nguy hiểm. Nhiều người dân cho biết phải gửi xe máy ở chỗ khác để lội bộ về nhà, chứ không dám đi vì sợ ngã và xe dễ chết máy. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm ngày 27 tháng 10 và ngày 28 tháng 10 năm 2022 như sau. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 27 tháng 10, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đã xử lý tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ngày 27 tháng 10, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã xử lý tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cụ thể, ngày 24 tháng 10, đội 1 tiếp nhận thông tin phản ánh về việc ô tô con đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng Hà Nội đi Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội 1 đã xác minh được phương tiện trên mang biển số 22A0144X do ông Lê T, sinh năm 1967, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ là người điều khiển. Tại cơ quan công an, ông T đã khai khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 10 khi đang đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến IC7 km 49 do không biết đường nên vô tình chạy ngược chiều một đoạn. Sau khi phát hiện đi ngược chiều, tài xế lùi xe để chạy đúng chiều đường. Đội 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T với lỗi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc. Với lỗi vi phạm trên, ông T sẽ bị phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng. Sau đây là chùm tin thị trường. Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng một lượng. Giá xăng dầu hôm nay, ngày 27 tháng 10, thị trường thế giới đảo chiều tăng mạnh, 2 USD một thùng và dần ổn định khi nhu cầu dầu tại Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến. Giá vàng trong nước rạng sáng ngày hôm nay, 27 tháng 10, đảo chiều tăng với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,4 triệu đồng một lượng mua vào và 67,42 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức là 66,3 triệu đồng một lượng mua vào và 67,3 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào ở mức 66,4 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức là 67,3 triệu đồng một lượng. Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức là 1.666,1 USD một ounce, tương đương với gần 50 triệu đồng một lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện tại trên 17 triệu đồng một lượng. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27 tháng 10 cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không quá 21.496 đồng một lít.
xăng RON 95 không quá 22.344 đồng một lít, dầu diesel không quá 24.783 đồng một lít, dầu hỏa không quá 23.663 đồng một lít và dầu mazut không quá 13.899 đồng một kg. Theo Oil Price, lúc 6 giờ ngày 27 tháng 10 giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao tháng 12 neo ở mức là 95,69 USD một thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 0,36 USD, tương đương với 0,41% lên mức 88,27 USD một thùng. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục, các nhà máy lọc dầu của Mỹ hoạt động ở mức cao hơn bình thường và đặc biệt là sự suy yếu của đồng bạc xanh đã hỗ trợ giá dầu leo dốc gần 3% trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 10. Dầu thô Brent giao tháng 12 tăng 2,17 USD, tương đương với 2,32% lên mức 95,69 USD một thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,59 USD, tương đương với 3% lên mức 87,91 USD một thùng. Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình đảm bảo nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Các vaccine sản xuất trong nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn, tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Quy định do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký nhấn mạnh phê duyệt chương trình đảm bảo nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vaccine dùng trong phòng chống dịch. Mục tiêu của chương trình đến năm 2025, Việt Nam sẽ làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine. Trong đó có vaccine phòng bệnh phối hợp 5 trong 1, phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bệnh do HIV và một trong hai bệnh bại liệt hoặc viêm gan B. Đến năm 2030, nước ta làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất tối thiểu 5 loại vaccine, các vaccine sản xuất trong nước đảm bảo đạt chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Về giải pháp cơ chế và chính sách, chính phủ nêu rõ cần nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù, ưu tiên, ưu đãi cho việc nghiên cứu, sản xuất ra vaccine, nhất là đối với vaccine phòng các bệnh mới nổi, nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao, các loại vaccine mới chưa có tại Việt Nam, các vaccine phối hợp với các loại vaccine phòng bệnh chưa được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đồng thời, đề xuất xây dựng các quy định liên quan đến cấp phép lưu hành, đấu thầu, mua sắm, cung ứng và sử dụng vaccine để triển khai thực hiện hiệu quả. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, quận đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của thành phố cho phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Chí Thanh, thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn để hạn chế mùi hương đậm đặc của hoa sữa, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ông Ngô Văn Hồng, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Láng Thượng cho biết, trước cửa nhà ông có tới 5 cây hoa sữa. Mỗi khi vào mùa nở hoa, mùi hương tỏa ra đậm đặc, cây cho nhiều bóng mát, nhưng mỗi buổi tối và sáng sớm mùi thơm nồng nặc quá, khiến nhiều người khó chịu. Cứ đến buổi tối, nhà ông phải đóng kín cửa để ngăn mùi hoa bay vào nhà. Cùng chung ý kiến với ông Hồng, một số hộ dân sinh sống và kinh doanh ở mặt phố Nguyễn Chí Thanh cũng cho biết, vào mùa hoa sữa nở rộ, về đêm và sáng sớm, họ thấy mùi hoa sữa rất hắc. Nhiều người gặp tình trạng đau đầu và choáng ngợp, phải di tản về quê. Trên phố Nguyễn Chí Thanh, dọc hai bên đường từ cầu vượt giao với đường Láng, kéo dài đến ngã tư giao với phố Huỳnh Thúc Kháng, hoa sữa trồng khá nhiều, có cây cao gần chục mét, tán lớn và ra rất nhiều hoa. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cụ thể, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hai phương án tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán, 2 điểm hoặc 31 điểm, báo cáo thành phố lựa chọn phương án phù hợp. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết sẽ chủ động phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ xây dựng phương án để tổ chức các trận địa bắn pháo hoa phù hợp với tình hình, kiểm soát tốt dịch bệnh hiện nay. Đây là vấn đề người dân Hà Nội rất quan tâm bởi dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa chào đón năm mới để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 thời điểm đó vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của báo Sức khỏe và Đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.